Ở phần này chúng ta sẽ sử dụng các lệnh của Docker để kiểm tra thông tin của các emit, kiểm tra thông tin rồi là trạng thái của các container, vân vân. Liệt kê các emit có trong Docker, Docker emit. Nếu chúng ta muốn kiểm tra xem một cái emit nào đó được hình thành nên dựa trên những cái thao tác nào thì chúng ta sử dụng lệnh Docker emit history, Docker emit history. Emit nào muốn kiểm tra thì chúng ta điền ID của emit đó vào hoặc là điền tên. Ví dụ chúng ta kiểm tra emit httpd có ID là D4A thì chúng ta gõ ID D4A hoặc là tên httpd cũng được. Chúng ta gõ ID D4A. Nó đã liệt kê cho chúng ta để hình thành nên cái emit httpd có ID là D4A đây. Thì nó đã trải qua những cái thao tác thêm vào emit cơ sở rồi là thi hành những cái lệnh bát vân vân, lắng nghe cổng 80 và cuối cùng là thi hành cái lệnh command. Qua đây thì chúng ta đã biết được là từ một cái emit cơ sở thì nó trải qua những cái thao tác để hình thành nên cái emit có tên là httpd và có ID là D4. Thì đó là tra cứu về lịch sử hình thành nên emit. Lệnh tiếp theo để tra cứu thông tin về một emit hoặc là một container đó là lệnh Docker inspect. Docker inspect. Nếu mà chúng ta muốn tra cứu thông tin chi tiết về một emit nào đó, ví dụ như emit httpd có ID là D4A thì chúng ta sử dụng lệnh Docker inspect và nhập vào ID của emit, ví dụ D4A, hoặc là chúng ta nhập tên đầy đủ của emit cũng được, httpd. Lệnh Docker inspect đã liệt kê cho chúng ta thông tin chi tiết về một cái emit. Chúng ta có thể thấy như là tên của emit, rồi là ngày tạo ra emit, rất nhiều thông tin ở cái phần layer, tức là các lớp tạo lên emit này. Như chúng ta đã biết là emit được xây dựng lên từ một cái emit cơ sở nào đó. Từ cái emit đó thì nó bổ sung thêm những cái gói ứng dụng, bổ sung thêm dữ liệu, thay đổi cấu hình. Mỗi lần thay đổi như thế thì nó tạo thành một cái lớp emit. Thì ở đây nó cho chúng ta biết là nó có mấy cái lớp. Lệnh Docker inspect không những tra cứu thông tin chi tiết của emit mà nó cũng có thể tra cứu thông tin chi tiết của một cái container. Ví dụ chúng ta liệt kê tất cả những container Docker ps-a. Chúng ta có 3 container mà chúng ta tạo ở cái phần trước. Để xem thông tin chi tiết của một container nào đó thì chúng ta cũng sử dụng lệnh Docker inspect. Tiếp theo là tên của container hoặc là ID của container. Như vậy chúng ta muốn tra cứu thông tin về container CPHP thì chúng ta gõ vào CPHP hoặc là nhập ID là CAA cũng được. Lệnh inspect đã liệt kê ra những cái thông tin chi tiết của một cái container. Những cái thông tin đấy thì chúng ta đọc ví dụ như là trạng thái của container đang không chạy, rồi là ngày tạo, tên của container, rồi là ánh xạ chia sẻ ở đĩa máy hot của container, mạng của container kết nối vào, địa chỉ IP của container trong cái mạng nội bộ của nó, vân vân. Như chúng ta đã biết thì một cái container được sinh ra từ một cái emit. Sau khi container được tạo và chạy thì nó có thể cài thêm các gói ứng dụng, bổ sung thay đổi cơ sở dữ liệu vân vân. Từ đó nó thay đổi cái cấu trúc file thư mục ở trong container. Nếu mà chúng ta muốn kiểm tra xem là từ cái thời điểm nó được tạo ra tới cái thời điểm hiện tại thì nó thay đổi cái cấu trúc file thư mục, thêm bớt xóa đi những cái gì thì chúng ta sử dụng lệnh Docker deep. Lệnh Docker deep như sau. Docker deep. Muốn kiểm tra container nào thì chúng ta gõ ID của container đó hoặc là tên của container đó. Ví dụ như chúng ta kiểm tra container httpd với ID là 529 thì chúng ta gõ Docker deep 529. Nó đã cho chúng ta biết là C home, tức là cập nhật, có cập nhật cái thư mục home. A home my code là có thêm mới một cái thư mục là my code trong home. Cái container 529 này nó đang dừng, chúng ta thử cho nó chạy xem. Docker start 529, tức là container C httpd.
Container này đang chạy, bây giờ chúng ta vào container đó, chúng ta thử thêm bớt xóa file vân vân để chúng ta sau đó chúng ta kiểm tra lại xem. Docker extract it vào container chttpd hoặc là 529 bằng cái lệnh tag. Tại đây chúng ta tạo ra một cái thư mục make dir mkdir test 1. Rồi chúng ta ra thư mục home, ra tạo ra một cái file 1.txt. Ví dụ như chúng ta xóa đi file dpkg log này, remove dpkg log. Rồi chúng ta thoát container. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái container đấy từ thời điểm nó sinh ra tới thời điểm hiện tại nó thay đổi cái cấu trúc file thư mục như là Docker deep kiểm tra container có ID 529 hay là container chttpd. Như vậy là nó cho chúng ta biết có một số sự thay đổi, ví dụ như A tạo với một cái file 1txt, tạo mới cái thư mục test 1, rồi D xóá đi cái file dpkg log. Đó là về lệnh deep để kiểm tra thay đổi cấu trúc file thư mục của container từ thời điểm sinh ra tới thời điểm hiện tại. Khi container hoạt động thì những cái dấu vết hoạt động của nó thì nó có thể ghi vào những cái hệ thống log của container. Nếu mà chúng ta muốn kiểm tra log của một container nào đó thì chúng ta sử dụng lệnh Docker log như sau. Docker log kiểm tra log của container nào thì chúng ta gõ container đó, ví dụ kiểm tra log của CPHP thì nó cho chúng ta biết là trong cái quá trình hoạt động của nó ghi ra log những cái log như này. Trong trường hợp mà file log này nó dài quá, chúng ta muốn tra cứu ví dụ như 10 cái dòng log cuối cùng thôi thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: Docker log thêm vào tham số time và số dòng muốn kiểm tra là 10 dòng, kiểm tra từ container CPHP. Nó đã liệt kê cho chúng ta 10 cái dòng log cuối cùng của cái container CPHP. Lệnh Docker log này nó còn có khả năng là lấy dữ liệu trực tiếp ở cái container đang hoạt động. Khi container đang hoạt động, khi nó phát sinh log thì lập tức thì chúng ta cũng biết được cái log này nó hiện thị ra. Để làm điều đó thì chúng ta cho vào tham số trừ f. Ví dụ như sau: Docker bs trừ a, chúng ta có các container, ba container này nó đang dừng. Ở trong phần trước thì chúng ta đã biết là ba container này là phối hợp để chạy một cái website bằng Google. Thì ba container này đang dừng thì chúng ta sẽ cho nó chạy trước Docker start. Chúng ta chạy container có ID là 52, chúng ta chỉ cần gõ 5 là nó đã biết rồi. Chạy container MySQL có ID là 46FF, chúng ta chỉ cần gõ 4 là nó đã biết rồi. Chạy container CPSB tức là container bắt đầu là ID bằng C. Rồi ba container này đang chạy kiểm tra Docker BS. Rồi cả ba container này bắt đầu đang chạy. Máy chủ HTTPD lắng nghe ở cổng 999. Kiểm tra cái log của PHP ở cái thời gian thực thì chúng ta sử dụng cú pháp lệnh như sau: Docker log thêm vào tham số trừ f, và muốn giám sát log của container nào thì chúng ta gõ tên hoặc ID của container đấy. Như vậy là sau khi nó liệt kê các log xong thì nó vẫn đang chờ để nếu mà container đấy phát sinh log thì nó hiện thị ra luôn. Bây giờ chúng ta thử truy cập vào cái trang web đấy để xem nó có phát sinh log không, và nếu nó phát sinh thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta biết. Cái trang web mà lần trước hoạt động trên những cái container này thì chúng ta truy cập bằng cổng 999. Ở đây là cái nội dung của phần trước. Chúng ta thử truy cập. Như vậy nó vào trang web và nó phát sinh một cái log là truy cập tới index.php. Chúng ta thử vào một cái trang khác. Rồi nó cũng sinh ra log luôn. Khi các container nó đang chạy
thì nó có sử dụng các tài nguyên của hệ thống, ví dụ như CPU rồi là dung lượng mạng vân vân, để giám sát xem mức độ sử dụng các tài nguyên đó của container như thế nào. Thì chúng ta sử dụng lệnh Docker Start như sau. Docker Start muốn giám sát những container nào thì chúng ta liệt kê tất cả tên của container đó ra, hoặc là liệt kê ID của container đấy ra, ví dụ giám sát container C PHP, giám sát container MySQL. Như vậy là nó sẽ liệt kê những cái thông tin của hai container mà chúng ta muốn giám sát là PHP MySQL. Hoặc là chúng ta giám sát tất cả các container đang chạy thì chỉ việc sử dụng lệnh Docker Start thì nó giám sát việc sử dụng tài nguyên của tất cả những container đang chạy. Ở đây là ba container, chúng ta thấy là nó đưa ra các thông tin tên của container, mức độ sử dụng CPU của ba container đó theo phần trăm. Đấy, đã sử dụng 2% bộ nhớ, tức là 40 MB trong tổng số cho phép là 1,92 GB, vân vân, lưu lượng mạng rồi là truy cập ổ đĩa, số lượng tiến trình đang chạy trong container. Như vậy đến đây thì chúng ta có thể tra cứu giám sát những cái thành phần cơ bản của Docker, ebit, container, vân vân. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sử dụng Dockerfile để xây dựng lên các ebit riêng của chúng ta.